Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh món ăn chay của mẹ quê. Nhà cô bác nào mà có trồng mít, có nhiều trái mà chiết bỏ mấy cái trái non á, thì đừng có vội mang đi vứt. Mít non làm được rất nhiều món ăn chay ngon. Hôm nay em làm một món khô chay từ mít non. Nó có vị mặn, thơm xả và một chút cay nhẹ. Khi ăn thì mít non dai dai, bùi bùi, giống như là miếng thịt mà làm khô vậy đó quý cô bác. Ăn ngon lắm, mà cách làm thì siêu đơn giản luôn. Để làm món mít này thì quý cô bác chọn một trái mít non chưa có hạt. Sau đó để nguyên vỏ, bỏ vào nước và luộc 30 phút ở nước sôi. Sau đó vớt ra để nguội, gọt bỏ cái phần vỏ xanh thì em được trái mít non trắng ngon như vậy. Trái mít này quý cô bác có thể mang đi kho nè, đi chiên hoặc là làm gỏi, làm món nào cũng ngon. Để làm món khô này thì em dùng một ít sả, ớt, hạt nêm chay và muối. Thêm một ít dầu ăn nữa cho món khô chay thêm ngon. Mít non sau khi luộc thì nó đã chín rồi, em cắt lát như vậy. Để miếng mít làm khô, mềm và không bị cứng thì em cần phải đập cho nó tơi xốp ra một chút. Khi đập xong thì miếng mít nó mềm và bong ra như vậy, cho nó không có bị bể vụn nha. Nửa ký mít thì em dùng một muỗng canh xả băm, hai trái ớt, một muỗng cà phê hạt nêm chay và một chút xíu muối, xoay nhuyễn hỗn hợp ra. Còn mít á, thì em ướp vào đây một muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo cho phần xả và gia vị đã xay vào. Trộn cho gia vị thấm đều, để khoảng 30 phút, rồi em mang vào nồi chiên không dầu để chiên. Quý cô bác cũng có thể để lên chảo chúng ta áp chảo hoặc là cho vào lò nướng để nướng. Nồi chiên không dầu thì em dùng 180 độ và nướng 8 phút. Trở mặt lại nướng thêm 4 phút nữa là xong. Thành phẩm là có mấy miếng mít khô, dai dai, mềm mềm, bùi bùi, mặn mặn, cay cay, ăn với cơm rất ngon, giống như kiểu thịt muối chiên vậy đó. Và món chay hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn quý cô bác đã dành thời gian để xem video nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video món chay lần sau ạ. Chúc quý cô bác luôn vui khỏe.